một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Đôi ta thương nhau bên dòng sông in bóng trắng, một câu vì anh trao nửa câu vì em thương, cù săn cù khoái mồ hôi chẳng. Từ từ nha. Để hát như là lúc này chú làm nhé. Rồi thế nhé. Đây, chú sẽ hát từ đầu. Sao đến nửa bài thì con mới hát mà. À, xóa cái nước đầu bài nha. Chẳng không sao, mình tương tập mà. Cả nhà chương trình tập luyện là cả nhà là đi chạy su, làm nào cho nó tự nhiên nhất nhỉ. Khúc tìm em câu ví do gấu và chú áp báo thể hiện. Mẹ Đỗ Trinh gọi là hỗ trợ ở phía dưới là bật nhạc. Đấy, cả nhà chờ đợi MV của hai chú cháu nhé. Con đứng dậy đi. Đứng nhạc có hai đấy. Còn mũ tí nữa đội nha. Mũ này thì rất là có vẻ là rất là hợp với gấu đây. Con là đang ở dưới nghe thôi. Sau tí là chuẩn bị một bó hoa để lên tặng chú đúng không? Đoạn này là đoạn chú hát trước, chú hát nửa bài sau đó con mới lên tặng hoa rồi tặng giữa đúng không chứ? Nửa của cái nửa đầu á, nửa của cái nửa đầu chứ không phải hết luôn 50 đâu nha. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Câu vì anh trao nửa câu vì em thương, cô sẵn cô khoái chiều về cánh có lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lầy trông bò mọc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi. Cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó. Anh hát hết nửa bài thì lên tặng hoa thì mình mới có thời gian nói chuyện này, gọi là con hát cùng chú luôn thì nó hợp hơn. Nửa bài thì vẫn hát nhé lại. Đang bàn kế hoạch để cho ca khúc hay hơn ở nhà nhé. Để
để xem phương án nào lúc lên là tốt nhất. Anh đưa mic qua cho gáo để gáo thẳng cao anh nghe ok đấy, em là anh chủ động, anh chủ động ra lấy mic. Có vị anh chào nữa có vị em chiều về cánh cờ lội bên sông cô lấy đồ xưa nay trọn mưa to bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong rằng anh nhỏ về bên em ơi cô vì anh trong mùa xuân anh chờ lại em sang sông lại trong bò mặt bên đó xưa quên cô thương câu chờ lời hẹn người ơi nắng chiều về sao diều gọi trăng lên tiếng hò gọi em cô lại đò ngày ấy trở về tìm lại đó xưa núi hồng ơi trách chi đó lỡ duyên tình nơi vui thương nhớ nên anh đi tìm nhầm thành nữ duyên nhớ là có an toàn nhé, mình vừa đám cưới mà lỡ may là con hát của bạn câu đấy mà không tốt cái đó mà anh hát là lỡ giữa năm mươi nào là nó tặng hoa xong là anh đưa biết qua thật đấu đấy là đoạn đầu luôn xong rồi anh sẽ chủ động anh nói cho xin một mít nữa đó, xong là hết năm mươi nào là anh sẽ hỏi đây là mẹ của gấu này cả nhà này, hôm nay là đang bàn kế hoạch cho gấu lên sân khấu cho một cách tự nhiên hơn nhỉ, để cho khi mà hát ta cùng này. Thế là được, cầm mic xa một chút chẳng hạn, sợ những cái âm xé hay không sao thì giọng gấu thì ok, giọng này vừa trừ hai đấy, trừ hai là trừ đi tông, những người thì báo về hát tông khác, nhưng mà bởi vì là gấu hát giọng này thì phải hai chú cháu phải theo nhau, nó sợ đoạn nào mà con mà lên mà không tốt lắm là chú cũng phải vào cùng con cho mờ đi để hai giọng hòa quyện vào nhau, bởi vì giọng của con là giọng thạch là trẻ con, không thì có một số chú sẽ đi cùng con để cho hòa quyện vào tiếng hát với tiếng đàn. Thì hỗ trợ cho gấu là lên sân khấu tự tin hơn. Hôm nay là tiệc cưới đặc biệt của chủ ở khách sạn gọi là Đông Dương ở 62 quận gì nhỉ? Quận Hải Châu. Thì chú cháu và mẹ của gấu là rất là mong muốn là để cho gấu là lên sân khấu để thể hiện ca khúc yêu mến để gửi tặng hai cô chú nhỉ. Hai cô chú gọi trong nhà mà quý nhau mà. Thì là để chúc mừng cho hạnh phúc cho hai cô chú, để hai cô chú là năm mới đấy, có nhiều sức khỏe và gọi là chúc cho hai cô chú trăm năm.
hạnh phúc đúng không? Thì là gấu sẽ thể hiện cùng chú báo để cho ca khúc sẽ hay hơn và sinh động hơn. Đấy, một lần nữa báo và gấu với cả Đỗ Trinh chào cả nhà. Đỗ Trinh hiện tại đang làm một kênh YouTube, đó là Đỗ Trinh Đà Nẵng à? Quảng Nam. Đỗ Trinh Quảng Nam, thì cả nhà có thể ủng hộ cho Đỗ Trinh thêm hơn nữa để hai mẹ con cùng sẽ ra những âm nhạc, những MV âm nhạc để gửi tới cho các khán thính giả. Đấy, một lần nữa cảm ơn cả nhà. Ba chú cháu với mẹ con chụp ảnh một kiểu nào, một hai ba nào. Ba na, gấu đứng lên một tí đấy, đứng bé quá nào. Nào, thở đâu một hai ba na. Đấy, rồi chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Cả nhà chờ đợi MV của chú Ấp Báo và gấu và Đỗ Trinh cả nhà nhé. Rồi, mua sai.